Lần nữa chúng tôi xin dâng lên thiên chúa lời tạ ơn về cơ hội được hầu việc chúa và được ngài gia hạn thêm cơ hội để hầu chuyện với quý vị và các bạn qua chương trình văn hóa niềm tin đề tài của chúng ta hôm nay không riêng gì của ai nhưng của mình ơn mình ơn là cái khẩu ngữ của người miền tây nói đến sự cô đơn cô độc cô liêu cô thế cô quạnh lẻ loi lẻ bóng lẻ bạn lẻ đôi cô đơn là đề tài thông dụng cho việc sáng tác văn chương văn nghệ thi sĩ hàng mặc tử đào hoa và đã từng chia tay với nhiều mối tình tuy nhiên mộng cầm đó là cái mối tình sâu sắc nhất và đó cũng chính là cái nguồn cảm hứng để sáng tác cái tập thơ ưng ý nhất để tặng cho cái mối tình ngắn ngủi đó. Và trong bài thơ, những giọt lệ của hàng mặt tử có câu Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Mất và dại khờ là hai nét mà nhạc sĩ Ngô Thùy Miên cũng đã vẽ lên trong tác phẩm riêng một góc trời người vui bên ấy xót xa nơi này thương hình dáng ai vòng tay tiếc núi bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối em đã xa xôi tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời mình ơn là vậy đó Nhạc sĩ Pháp Đình Chương vẽ lên một bức chân dung mình ơn thật là ảm đạm. Nhắm mắt, chỉ thấy một chân trời tím ngắt. Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất và tiếng hát và nước mắt. Ôi, những người khóc lẻ loi một mình. Nỗi đau ấy thì làm cả hồn thương đau chứ không phải chỉ một nửa hồn thương đau. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh thì cũng vẽ lên một cái bức tranh mình ơn và dùng hai chữ cô đơn làm tựa đề và kết thúc bằng hai chữ lạc loài tình yêu đã chết trong tôi nụ cười đã tắt trên môi chỉ còn núi tiếc khôn nguôi cô đơn bơ vơ tiếng hát lạc loài thế là làm sao tránh được cái cảnh cô đơn đây tìm đến rượu thuốc và những cuộc vui chăng nhạc sĩ đức huy chia sẻ rồi cuộc vui tan mà mọi người bước đi một mình tôi về nhiều lần ước mi một mình mình ơn về khóc sáng trọng và đa tình như vua David mà cũng có lúc cô đơn đấy David nói tôi thao thức giống như cái con chim sẻ hiu quạnh đậu trên mái nhà đau đớn của tâm hồn bao giờ cũng xót xa hơn đau khổ của thể xác thưa quý vị và các bạn và trong những cái xót xa của tâm hồn không có gì đau đớn bằng nỗi cô đơn trên thế gian này có biết bao nhiêu người giàu có danh vọng đã tìm đến cái chết bởi vì cô đơn. Cô đơn không phải là không có ai, nhưng là một thiếu vắng sự cảm thông, sự an ủi, thiếu vắng sự chia sẻ. Nỗi buồn đến chết làm cho con người bị đẩy xuống cái vực thẳm cô đơn thầm thầm. Nhưng thưa quý vị và các bạn, cảnh cô đơn của mình ơn. Ấy, đã trải nghiệm thật ra cũng chỉ là một khoảng không gian và thời gian riêng rẽ và rất có thể là chấm dứt bằng cái chết cô đơn lặng lẽ một mình không ai tiếc thương. Trong suốt cuộc khổ nạn, Chúa không hề kêu đau. Dù chịu trói, chịu đánh, chịu đóng đinh, Chúa vẫn luôn nín thinh chịu đựng. Thế nhưng trong vườn cây dầu, Chúa đã phải than là ngày buồn rầu cho đến chết sự cô đơn của Chúa có thấy Giêsu là một sự đau khổ ghê gớm với sự cô đơn đó Chúa đã sống trọn vẹn thân phận con người để sự cô đơn của quý vị của các bạn của mỗi chúng ta không trở thành đơn độc nếu sự cô đơn chỉ là vô tình và vô tội thì cô đơn vẫn không đến nỗi ác nghiệt nhưng nếu nhưng nếu là một sự chủ ý do lòng không tốt thì cô đơn trở thành cực hình và khi cô đơn là hậu quả đưa đến từ sự phản bội thì đó là nỗi cô đơn mà chính Chúa Cứu Thế Giêsu đã đau đớn thổ lộ rằng tâm hồn của ta buồn rầu cho đến chết được thưa quý vị và các bạn chết là chuyến đi xa nhất và cũng là cô đơn nhất vì ai nấy đều phải ra đi dù có đi chung với nhau đi chăng nữa cũng là ra đi mình ơn. Rồi bên kia sự chết có gì? Chẳng lẽ lại cô đơn, chẳng lẽ lại là mình ơn bên kia thế giới? Nếu không tin Chúa thì sẽ cậy nhờ vào ai để thoát cảnh cô đơn, đời đời trong hỏa ngục? Các giáo chủ đã chết và nằm yên trong phần mộ của họ thì làm sao cứu giúp chúng ta được? Chỉ riêng một mình Chúa Kitô Giêsu đã chiến thắng sự chết, đã phục sinh khải hoàn để bảo đảm sự sống đời đời cho linh hồn chúng ta. Tôi chưa chết. Rõ ràng tôi chưa chết nên tôi chưa thấy. Nhưng điều tôi tin là Chúa sẽ đứng ở bên kia sự chết đợi chờ. Ôm lấy tôi như lời Chúa hứa ta không lìa con đâu, ta không bỏ con đâu. Vậy đâu có phải là mình ớn có phải là cố đớn lạc lòi, bơ vơ chúa ở đâu thì tôi ở đó mà quý vị và các bạn nghĩ sao về hai chữ đoàn tụ trước khi từ giã không môn đệ ra chúa giêsu đã chia sẻ tin mừng về diện đoàn tụ của ngài nơi cõi phước như sau lòng các con đừng sao xuyến bối rối hãy tin đến chúa trời cũng hãy tin ta nữa ta đi sắm sẵn cho các con một chỗ rồi ta sẽ trở lại đem các con về với ta để ta ở đâu thì các con cũng ở đó ta là đường đi lẽ thật và sự sống thứ họ ai biết đường lên trời rõ cho bằng đất từ trời đến ai biết rõ chân lý rõ cho bằng chính ngài là lẽ thật ai có quyền ban sự sống cho chúng ta ngoài chính ngài là nguồn sống là đấng đã hà sinh khí vào lỗ mũi và khiến thân xác của chúng ta trở nên một loài sinh linh lời bảo đảm của Chúa có Thế Giêsu cho linh hồn chúng ta vượt lên trên tất cả những hứa hẹn hảo huyền của các tôn giáo. Vì vậy hãy tin đến Chúa trời và hãy tin ta nữa. Ta là đường đi lẽ thật Và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha mà lại được thoát khỏi cái cảnh đời đời trong hỏa ngục. Làm thế nào để tin để được bảo đảm đó? Hãy mở lòng tiếp nhận món quà cứu rỗi của Chúa ban cho mình. Thưa quý vị và các bạn, cảnh cô đơn trong cuộc sống hôm nay không là hải hùng kinh khiếp nếu đem so với cái cô đơn và bị bỏ lại khi mọi người được Chúa đón về nơi cõi phương. Để tránh cái thảm cảnh cô đơn đời đời trong hỏa ngục, hãy mau 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 kịp thời hoàn tất cái thủ tục giấy tờ đoàn tụ gia đình với Chúa khi còn sống, khi còn có cơ hội, khi còn cái dịp tiền hôm nay cậy vào lời hứa của Chúa là đấng duy nhất đã phán ta là đường đi chân lý và sự sống. Các mình ơn chỉ cần mở lòng thưa với Chúa rằng con tin cậy vào công ơn cứu chuộc của Chúa cho linh hồn con. Con muốn được đoàn tụ gia đình với Chúa nơi cõi phước. Thế là mình ơn hết cô đơn và từ đây có Chúa đồng hành từng bước từng ngày cho đến lúc mà.